Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 10 này với những người con thủ đô có nhiều cách để chúng ta thể hiện tình cảm với thủ đô Hà Nội. Với không ít người trẻ đang sinh sống tại thủ đô, tình yêu đó nồng nàn, mãnh liệt được thể hiện qua muôn vàn thách thức. Với họ, để Hà Nội trở thành nơi đáng sống thì cách trả lời nhanh nhất đó chính là bằng những hành động thiết thực và đầy trách nhiệm. Có một kiến trúc sư đã 3 lần đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội để thể hiện tình yêu thủ đô theo một cách riêng. Vâng, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Là một công dân thủ đô, kiến trúc sư Lê Việt Hà đã 3 lần nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái dành cho những người yêu Hà Nội. Sống tại Hà Nội hơn 30 năm nay, ngắm những đổi thay của từng con phố, kiến trúc sư Lê Việt Hà cùng cộng sự đã đưa ra nhiều ý tưởng về quy hoạch, kiến trúc để mang đến hình ảnh một thủ đô sạch và đẹp nhất. Nói về giải thưởng Bùi Xuân Phái, kiến trúc sư Lê Việt Hà nói rằng đó chính là cái duyên mà xuất phát từ tình yêu với Hà Nội mới đạt được. Chúng tôi có cái duyên với giải thưởng Bùi Xuân Phái là qua cái dự án mà phục dựng các cái công trình cũ của Hà Nội bằng 3D năm 2009. Lần thứ hai là việc tổ chức cái cuộc thi Công viên Thống Nhất, coi như là việc là các cái ý tưởng để mà cải tạo lại Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người, kết hợp cùng Bộ Quy hoạch và trường đại học Hawaii ở Mỹ để tổ chức, thì đấy là năm 2011. Lần thứ ba là năm 2014 thì nhóm Masui và Hà Nội Lover, cộng đồng người yêu Hà Nội, là đưa ra một cái dự án về Hà Nội, những góc nhìn từ không trung, những góc nhìn từ trên cao, thì sử dụng cái công nghệ Flycam. Theo nhịp thói quen, từ nhiều năm nay, kiến trúc sư Lê Việt Hà vẫn đi làm bằng chiếc xe đạp quen thuộc của mình. Cảm giác ngắm phố phường Hà Nội chậm rãi bằng cách đạp xe khiến cho người kiến trúc sư trẻ này thấy cuộc sống thật yên bình. Hà Nội, khi mà tôi đạp xe hoặc là tập thể thao thì tôi rất yêu những hoạt động của con người đấy, người buôn bán rồi đi lại cái cửa hàng hoạt động, ngắm nghía đấy cũng là một cái ký ức trong tôi. Tôi thấy đẹp nhất là những cái khoảnh khắc mà khi mà cuối mùa thu, đầu mùa đông, bắt đầu xe lạnh, đạp xe trên những con đường ven Hồ Tây hoặc là ven D Hà Nội thì cái cảm giác đấy sẽ khó rất khó quên. Kiến trúc sư Lê Việt Hà cùng cộng sự luôn mong muốn xây dựng một thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp. Từng ngày cảm nhận những đổi thay của thành phố nơi mình đang sống và làm việc. Hà Nội trong con mắt của những kiến trúc sư trẻ này luôn giữ được nét đặc trưng của thủ đô. Thông qua đó có thể kết nối và nhân rộng các ý tưởng dành cho Hà Nội, thể hiện tình yêu Hà Nội.